Các bạn đang nghe truyện đồ nhi chớ hoảng sợ, vi sư ở đây trên kênh TV Audio CV. Chương 251, Tàn Nhẫn Cân nhắc thế nào rồi, năm giây cuối cùng, ai chết ai sống, đều nắm trong tay vị thầy thuốc có tấm lòng Bồ Tát là Thanh Thủy Quận Chúa đây. Tần Thiển Nguyệt nghiền ngẫm mở miệng. Nhìn thấy thiếu nữ trước mắt càng rối rắm, nàng lại càng cảm thấy mừng thầm trong lòng. Ta tiêu cảnh tuyết lộ ra vẻ do dự. Làm sao bây giờ, Tần Thiển Nguyệt là tu vi Thiên Linh cảnh đỉnh phong, tự hồ ngoại trừ nghe lời nàng chọn một người sống thì không còn lựa chọn nào khác. Nhưng nàng thật sự sẽ bỏ qua đứa bé kia chứ? Hoặc là nói, nàng thật sự bỏ qua cho mình và Thiên Nhạc, quận chúa, ta vô tội, ta cái gì cũng không biết, ta vô tội. Tứ trưởng lão Thiên Tuyết tông bối rối mở miệng, vẻ mặt hoảng sợ. "Tỷ tỷ, đừng quản ta, hai đồng cũng lấy dũng khí, đã làm tốt chuẩn bị chịu chết." Nhưng càng như vậy, tiêu cảnh tuyết càng khó có thể đưa ra lựa chọn bất luận lựa chọn thế nào dường như trước mắt đều là một tử cục tần thiển nguyệt đã điên rồi nàng đã giết nhiều người như vậy thật sự sẽ nói được sao ta có thể chọn nhưng ta có một điều kiện thật lâu sau ánh mắt tiêu cảnh tuyết dần dần trở nên kiên định dường như đã có quyết định ồ tần thiển nguyệt hứng thú nhìn về phía nàng không nghĩ tới tình huống hiện tại đối phương lại có dũng khí ra điều kiện ngược lại khiến nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn nói đi tiêu cảnh tuyết nhìn về phía hài đồng cầm đao cảnh giới bên cạnh trầm giọng mở miệng để sư đệ ta rời đi trước nếu không ta sẽ không chọn ai thiên nhạc ngẩng ra kinh ngạc nhìn nàng có phần bất ngờ cho dù là tần thiển nguyệt cũng kinh ngạc không nghĩ tới nàng tại tình huống này đưa ra yêu cầu không phải muốn bảo đảm an toàn của mình mà muốn cho tên đệ tử ký danh vào thanh vân phong chưa bao lâu này rời đi. Ta không đi, thiên nhạc quát khẽ, ánh mắt kiên quyết. Hắn biết, sở dĩ sư tỷ lựa chọn như vậy, nhất định là vì đề phòng tần thiển nguyệt. Nhưng nếu muốn hy sinh sư tỷ của mình để đổi lấy cơ hội sống tạm bợ, mà hắn lại không nguyện ý được, ngươi để hắn đi đi. Ngoài dự đoán, tần thiển nguyệt vậy mà không cự tuyệt, ngược lại cười nhạt mở miệng. Đi, tiêu cảnh tuyết nghiêm túc nhìn thiên nhạc người sau và nàng nhìn nhau, chậm rãi lắc đầu. Ta không đi. Ba giây cuối cùng, hắn không đi, sẽ không có cơ hội. Tần Thiển Nguyệt đạm mạc bắt đầu đếm ngược. Ba, hai tiểu sư đệ, đệ mau đi đi, đi tìm sư phụ, tiêu cảnh tuyết lo lắng mở miệng. Không, thiên nhạc cũng quật cường, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía tứ trưởng lão thiên tuyết tông quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta biết cho dù tuyển như thế nào, đều sẽ để cho sư tỷ ngươi nảy sinh tâm ma vậy thì để ta làm dứt lời dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người thiên nhạc bước tới do trường đao không chút do dự bổ xuống suy suy tứ trưởng lão thiên tuyết tông trường lớn con ngươi mắt đầy vẻ không dám tin hắn nhanh chóng bưng kính cổ họng nhưng không cách nào ức chế được vết máu phun ra từ kẻ ngón tay ấm ẩm đỏ tươi tiêu cảnh tuyết ngây ngẩn cả người cắt cao che miệng mình lại thiên mục trùng trên tay tần thiển nguyệt cũng hét lên một tiếng nổ tung thành một bãi máu loãng tanh hôi còn ngươi nữa ánh mắt của thiên nhạc ngưng tụ nhìn thẳng vào tần thiển nguyệt hắn chỉ có tu vi hạ tam cảnh giờ phút này bỗng nhiên bắn ra khí tức làm người kinh hãi không phải tu vi mà là thế đao chuyện này tần thiển nguyệt nhướng mày vậy mà dâng lên mấy phần run sợ đối với một tiểu hài đồng thiên nhạc đừng tiêu cảnh tuyết kinh hãi mở miệng muốn ngăn cản nhưng người sau đã rút đao ra từng bước một chém ra. Xoẹt xoẹt, một ánh đao kinh người hiện lên, đó là đao thế thuần túy nhất. Không liên quan đến tu vi, không quan hệ mạnh yếu. Chỉ là khí thế. Thiên nhạc vốn là vô khuyết hoang thể, cô động đao thế hơn nửa năm cũng không có nửa phần tiết lộ. Đao mang mạnh mẽ bay lên, ánh mắt tần thiển nguyệt ngưng tụ, vậy mà không tránh không né, ngược lại thuận tay nắm lấy đệ tử dược vương cốc bên cạnh. Trên tay tên đệ tử dược vương cốc kia, còn đang nắm lấy hài tử còn sống sót trong thôn xóm trước đó. Nhưng mà, cho dù trước đó có bi đỡ đạn, ánh mắt thiên nhạc lại lạnh như băng. Tu vi của hắn không đủ, chỉ có cơ hội cho một đao kia, thất bại sẽ chết, suy suy, chỉ trong nháy mắt, đứa nhỏ kia sắc mặt trắng bệch, tính cả đệ tử dược vương cốc nắm lấy hắn, trực tiếp bị ánh đao xé nát. Máu văng khắp nơi, thế đi của đao mang không giảm, nhưng thiên nhạc vẫn kiên định bổ về phía trước. Tần thiển nguyệt nhíu mày lui lại, từng tên đệ tử dược vương cốc dưới sự khống chế của nàng xông lên, hóa thành người trắng ở phía trước. Sư đệ, không được, tiêu cảnh tuyết kinh hô. Những đệ tử dược vương cốc đều bị khống chế, không phải là người đáng chết, nhưng mà, nàng lại thấy một cảnh tượng máu tanh. Chẳng những thiên nhạc không thu đao, ngược lại đao thế càng hung mảnh thêm vài phần. Ai ngăn ở phía trước, người đó liền bị ánh đao chém nát và chết, trong nháy mắt, thiên nhạc và đao mang chật lóe để lại một mảnh tay cục, máu tanh dị thường. Xì 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 mặc dù cuối cùng Tần Thiển Nguyệt né tránh được, nhưng phần bụng vẫn bị xé ra một vệt sâu, máu tươi chảy ô ồ, sắc mặt nàng khó coi vô cùng nhìn chầm chầm thiên nhạc đang tái nhật kia. Tiểu tử này, lòng dạ thật độc ác, nhiều người vô tội như vậy chắn ở phía trước, vậy mà ngay cả ý định dừng tay cũng không có, so với hắn, tính cách của tiêu cảnh tuyết quả thực là một trời một vực. Muốn chết, sau khi kịp phản ứng, nàng quay đầu vận chuyển linh nguyên, trực tiếp cách không nắm lấy cổ thiên nhạc. Thiên nhạc mặc dù muốn ngăn cản, lại phát hiện trong cơ thể mình trống rỗng, dù có vung đao thế nào, cũng không cách nào chém ra đao khí đánh đâu thắng đó như vừa rồi. Một đao có cơ hội nhưng vẫn không thể đạt được hiệu quả mong muốn. Tần thiển nguyệt, thả hắn xuống, tiêu cảnh tuyết nhìn thấy thiên nhạc bị tóm, hoảng sợ chạy tới, nhanh chóng vận chuyển suy tuyết trưởng. Nhưng dù sao nàng cũng chỉ có tu vi địa linh cảnh, lại không am hiểu chiến đấu như mộ dung thiên chỉ trong một cái chớp mắt liền bị thiên uy mênh mông sen lẫn huyết sát khí đánh bay và sụp một thân cây thổ huyết không thôi sư tỷ thiên nhạc thấy nàng bị thương hốc mắt như muốn nứt ra Rạch rạch rạch, nhưng mà hắn còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì ánh mắt tần thiển nguyệt ngưng tụ sau một khắc tứ chi của thiên nhạc đều vặn vẹo tiếng gầm nhẹ đè nén vang lên đau đớn thấu tim khiến thiên nhạc không nhịn được gào lên giống như chó chết bị vứt trên mặt đất không thể động đậy tiểu sư đệ, ánh mắt tiêu cảnh tuyết đỏ bừng, dễ dụ muốn đứng dậy, lại bị thiên uy nồng đậm áp chế gắt gao. Tần thiển nguyệt nhìn thoáng qua vết đao trên bụng mình, sắc mặt khó coi. Mộ dung thiên thắng mình thì thôi đi, bây giờ còn bị sư đệ hắn gây thương tích nữa, thanh vân phong mặt mày nàng vô cùng lạnh lẽo, bỗng nhiên thu hồi ý niệm giết chết hai người này, dâng lên ý nghĩ tra tấn. Người chết không đáng sợ, cũng không phải cách báo thù tốt nhất. Ngược lại người còn sống không bằng chết, đó mới là công tâm chi thuật nàng ngược lại muốn nhìn một chút nếu để cho tiêu cảnh tuyết sống sau cái chết của sư đệ nhà mình và những đệ tử dược vương cốc thì nàng như thế nào một bên là sư đệ của mình một bên là đệ tử dược vương cốc từng ở chung sớm chiều với tính cách hiền lành chi của nàng có thể bị ép điên hay không càng nghĩ tần thiển nguyệt lại càng hưng phấn thậm chí nàng còn không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy mộ dung thiên và thẩm an tại trở về nhìn thấy dáng vẻ điên dại thê thảm của tiêu cảnh tuyết có vẻ ngươi rất quan tâm đến vị sư đệ này, Tần Thiển Nguyệt liếc qua thiên nhạc tứ chi đứt đoạn trên mặt đất, khiếp mắt mở miệng. Ngươi chẳng qua chỉ là muốn báo thù mà thôi, mối thù thua đại sư huynh cùng với Tần Gia, ta có thể đền mạng cho ngươi, ngươi thả hắn đi, tiêu cảnh tuyết bị thiên uy ép miệng mũi tràn đầy máu, suy yếu nhưng vẫn kiên định mở miệng. Đền mạng, Tần Thiển Nguyệt cười ha ha, nhưng ta không muốn mạng của ngươi, ta lại muốn để ngươi lại lựa chọn. Tiêu cảnh tuyết khẽ giật mình, cho mày. Sau đó, Tần Thiển Nguyệt nhìn về phía thiên nhạc trên đất. Tứ chi hài đồng đứt gãy, nhưng vẫn như củ cắn răng phẫn nộ nhìn nàng chầm chầm, không có chút nào sợ hãi. Tiểu tử, ngươi giết người ngược lại là quả quyết, không muốn để cho sư tỷ ngươi động thủ lưu lại tâm ma. Tần Thiển Nguyệt cười lạnh mở miệng, nhưng không như ý ngươi, ta muốn nàng từ nay về sau đều sống không bằng chết. Trong khi nói chuyện, nàng giơ tay, trong tay áo chui ra một con côn trùng màu đen, trên người là lít nha lít nhít con ngươi. Con côn trùng này chính là mẫu trùng khống chế những đệ tử dược vương cốc này. Tiêu cảnh tuyết nhìn thấy một màn này, trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác không ổn. Sau đó ta sẽ giải trừ khống chế của đệ tử dược vương cốc, nhưng đồng thời cũng sẽ tăng thêm độc tố xâm nhập tâm mạch bọn họ, nhiều nhất là một khắc đồng hồ, những người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có giải độc đan cũng vô dụng. Tần thiển nguyệt cười, trực tiếp ném côn trùng lên người thiên nhạc. Là vết sư đệ ngươi cứu những người này, hay là vì sư đệ ngươi Trơ mắt nhìn nhiều người chết đi như vậy, chính ngươi chọn đi. Thiên mục mẫu trùng vừa tiếp xúc thân thể thiên nhạc, liền cấp tốc chui vào trong huyết nhục hắn, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, còn lại hơn 30 tên đệ tử dược vương cốc, ánh mắt ngẩn ra, hắc ý tản đi. Hoặc là, ngươi còn có lựa chọn thứ ba, đó chính là trong thời gian một khắc, loại trừ toàn bộ độc tố trong cơ thể hơn 30 người này. Lúc Tần Thiển Nguyệt nói chuyện, trong mắt chứa dảo cật. Cứ như vậy đi, tiếp theo ta sẽ đi đại ngọc thành nếu ngươi theo kịp bên trong còn có nhiều người chờ ngươi đến cứu ha 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 vừa dứt lời nàng liền phóng ra một bước vậy mà trực tiếp đi xa vẫn không lựa chọn hạ sát thủ như lời của nàng thay vì trực tiếp giết chết hai người tiêu cảnh tuyết nàng càng hy vọng hành hạ nàng đến không ra hình dáng gì nàng rất chờ mong đến lúc mộ dung thiên trở về nhìn thấy sư muội nhà mình biến thành kẻ điên thì sẽ có vẻ mặt gì đây nhất định sẽ rất thú vị dám can đảm chống lại chính mình trước mặt nhiều người, hại mình như vậy, đây chính là báo ứng. Sau khi Tần Thiển Nguyệt rời đi, các đệ tử Dược Vương Cốc dần dần khôi phục ý thức. Bọn họ vừa mới tỉnh táo, liền nhao nhao kêu thảm thiết, phát hiện toàn thân mình đã bắt đầu tan nát. Nhọc mũ tanh hôi sinh trưởng, bọn họ ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy, kêu rên. Khi phát hiện tiêu cảnh tuyết ở phía xa như thấy được cứu tinh, kinh hỉ mở miệng. Quận chúa, quận chúa cứu ta, Thiên Uy đã biến mất sau khi Tần Thiển Nguyệt rời đi, Tiêu Cảnh Tuyết khôi phục hành động ngay lập tức xông về phía Thiên Nhạc bên kia. Sau khi dò xét một phen mới thở phào nhẹ nhõm. Ngoại trừ Tứ Chi Đức Đoạn, hắn cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là hắn giống như Tứ trưởng lão Thiên Tuyết Tông, đã là thân thể cộng sinh với thiên mục mẫu trùng. Muốn giết mẫu trùng, chỉ có thể giết cả hắn. Quận chúa, tiếng kêu gào thống khổ kéo Tiêu Cảnh Tuyết từ trong thất thần trở về nàng vội vàng đứng dậy chạy đến bên cạnh từng đệ tử dược vương cốc đầy đau khổ. Xem xét một phen, sắc mặt trầm xuống. Hỗn độc, trong cơ thể của tất cả mọi người không chỉ có một loại độc, mà là hơn 10 loại độc hỗn hợp lại với nhau, mà nơi phát ra những loại độc này, chính là từ thiên mục mẫu trùng trên người thiên nhạc. Quận chúa, cứu mạng nhìn thấy những đệ tử dược vương cốc ngã lăn dưới đất kêu rên, tiêu cảnh tuyết không dám do dự, lập tức bắt đầu thi châm, đồng thời lấy mấy hũ giải độc đan mà sư phụ để lại ra nhưng vừa rồi loại trừ độc tố trong cơ thể một người, lúc cứu một người, trong lúc trời đất rung rẩy, hắc khí quanh quẩn toàn thân. Đệ tử Dược Vương Cốc vừa mới bị khu độc kia một lần nữa keo trên, sắc mặt lại tái nhợt, đúng là độc tố lại phát, hiển nhiên, không hủy hoại độc nguyên, bất luận chữa trị những người này bao nhiêu lần, bọn họ vẫn là như cũ bị độc phát. Tiêu cảnh tuyết cấp đến độ đầu đầy mồ hôi, không ngừng thi châm, đồng thời đúc đang dược sư phụ cho những người này dùng. Nàng lặp đi lặp lại trong lòng, lần lượt nói với mình. Tiêu cảnh tuyết, ngươi nhất định có thể, nhất định có thể cứu tất cả mọi người, ai cũng sẽ không chết, nhưng bất luận nàng nói trong lòng mình bao nhiêu lần, nàng cũng vô pháp nghĩ ra biện pháp vẹn toàn đôi bên. Bởi vì sư phụ trước khi đi để lại rất nhiều đan dược, thời gian một khắc bị kéo dài tới nửa canh giờ. Cho đến khi giải độc đan trong những trữ vật của nàng triệt để tiêu hao không còn, người đầu tiên được giải độc, ngược lại lần nữa bị độc phát, mà lại nghiêm trọng hơn, trong vòng mấy hơi thở miệng mũi đã tràn huyết. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đang dược của sư phụ dùng hết rồi tiêu cảnh tuyết cấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cúng quyết chạy tới áp chế độc tính. Nhưng lúc này, không có đang dược phụ trợ, hô hấp của đệ tử dược vương cốc dưới tay nàng lại càng trở nên yếu ớt. Những người khác tự hồ cũng đã bắt đầu tuyệt vọng, kêu rên không thôi. Nhìn xung quanh, hai mắt mọi người đầy tơ máu, tóc tai rối bù, chật vật tiều tụy, nằm trên mặt đất, hận ý điên cuồng hội tụ trong ánh mắt thiếu nữ. Tần Thiển Nguyệt, đều là Tần Thiển Nguyệt, quận chủ, hắn sắp không xong, ngài nhanh cứu hắn, có người lo lắng mở miệng, trong lòng tiêu cảnh tuyết nóng như lửa đốt, nhưng thế nào cũng không áp chế nổi độc tố càng ngày càng điên cuồng. Nàng nhìn thoáng qua thiên nhạc nằm trên mặt đất không thể động đậy, trong mắt dãy dụa, tự trách, các loại tâm tình ấy nấy hội tụ, chậm rãi cầm lấy đoạn kiếm rải rác trên mặt đất. Khi thấy vẻ ấy nấy trong mắt nàng, đôi mắt của thiên nhạc khẽ nhíu lại, lông mày dần dần thấp xuống. Hắn đã từng thấy ánh mắt này. Chẳng lẽ lần này, cũng sẽ giống như lúc trước sau, bản thân bị vứt bỏ. Hắn phản phất có chút chấp nhận số phận, nằm trên mặt đất nhìn bầu trời. Trời mờ nắng nhạt, gió thổi mây trôi, nhìn qua rất tự do, khắc sâu như vậy. Cũng đúng, giúp mình thì có thể cứu được hơn 30 người, chẳng lẽ còn có thể có lựa chọn khác hay sao, có thể khôi phục quang minh vài ngày như vậy, kỳ thật hắn đã rất thỏa mãn rồi chỉ là cuối cùng cũng không tạo ra được thiên hạ để nhất đau, không chờ đến ngày phụ thân mình giữ lời tìm đến, cũng không thể báo đáp ân tình giúp mình nhìn thấy quang minh của phong chủ. Ngay khi hắn vừa nhận mệnh nhắm mắt lại, chợt nghe bên cạnh truyền đến tiếng kinh hô. "Quận chúa không thể, nhiều độc tố như vậy, người hấp thu sẽ chết đấy." Thiên Nhạc đột nhiên quay đầu, biểu cảm có chút kinh ngạc, thất thần đứng lên. Thiếu nữ mặc áo trắng nhiễm máu, không giấc mình mà cầm đoạn kiếm cắt cổ tay mình máu tươi chảy xuống linh nguyên trong cơ thể nàng giống như dùng một phương thức đặc thù nào đó để vận chuyển mà cùng lúc đó độc tố trong cơ thể mấy chục đệ tử dược vương cốc trên mặt đất vào lúc này đã được kéo ra điên cuồng lao tới vết thương đang chảy máu trên cổ tay thiếu nữ ánh mắt tiêu cảnh tuyết kiên định dị thường chuẩn tắc thứ nhất của thanh vân phong vĩnh viễn không bao giờ bỏ cuộc vĩnh viễn tin tưởng chính mình chuẩn tắc thứ ba của thanh vân phong tôn sư trọng đạo đồng môn hữu ái không thể tự giết lẫn nhau, lục đục với nhau, cho nên, nàng tin tưởng, nếu mình có thể cứu được tất cả mọi người ở đây, mình cũng không cần sát hại sư đệ của mình. Trong đầu nàng hiển hiện công pháp vạn độc tâm kinh đã thấy tại trong thư phòng, khắc rõ trong tâm, lúc này bắt đầu vận chuyển. Nàng lẩm bẩm trong lòng. Sư phụ, thật có lỗi, trước khi ngài cho phép đệ tử đã tự tiện tu luyện vạn độc tâm kinh, cảnh tuyết thật sự không còn biện pháp nào khác nhìn thấy độc tố càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả thiên mục mẫu trùng trên người thiên nhạc cũng không nghiện được vọt tới bên này, đầu tóc của Tiêu Cảnh Tuyết rối bời, ngay cả trên mặt dần dần có hoa văn màu độc loan lỗ, nhưng vẫn nở nụ cười ôn nhu với thiên nhạc. Tiểu sư đệ, chớ hoảng, đã có sư tỷ. Mặt mũi nàng đầy độc văn, thậm chí nhô ra lúng đốn độc, hoặc nhìn có chút dữ tợn, kinh khủng, xấu xí, trung châu, ngũ mạch phượng hoàng. Tại sao ngươi lại có chút không yên lòng? Liễu Vân thấm đeo mạng che mặt nhớ mày nhìn trung niên áo trắng bên cạnh thẩm an tại nhìn phương xa thật lâu cuối cùng mới khẽ lắc đầu không có gì chỉ là luôn cảm thấy tâm thần có chút không yên chờ qua vài ngày để mộ dung thiên về thanh vân phong trước xem một chút đi nhìn bộ dáng của hắn đôi mi thanh tú của liễu vân thấm cao lại Người đang lo bọn cảnh tuyết thẩm an tại khẽ gật đầu nếu đại an triều đã ký hiệp ước cùng bình thiên triều có lẽ sẽ không có nguy hiểm gì hơn nữa chẳng phải còn có trưởng môn và vương gia sao cần gì phải lo lắng liễu vân thấm mở miệng nói thẩm an tại lắc đầu mặc dù ở trong linh phù sơn là như vậy nhưng khó đảm bảo sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn nàng quá lương thiện nhiều khi chỉ tự hại nàng trong thế giới nhân tâm như mực này thiện lương chẳng lẽ không phải là chuyện tốt thiện lương tất nhiên là chuyện tốt nhưng thiện lương quá mức sẽ chỉ khiến những kẻ dơ bẩn kia càng thêm hung hăng ngang ngược có đôi khi không chỉ hại chính mình cũng sẽ hại người bên cạnh Liễu Vân thấm nhíu mày, có chút không rõ vì sao hắn lại nói ra lời như vậy. Chẳng lẽ ý của hắn là muốn tiêu cảnh tuyết như một tờ giấy trắng kia cũng bị nhiễm bẩn bẩn thiểu trên thế gian, có phải ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi hay không, giữ được bản tâm không phải là chuyện tốt sao, giống như đại đồ nhi kia của ngươi, nếu như không mãi có một tấm lòng son, làm sao có thể lĩnh ngộ kiếm đạo thuần túy, thẩm an tại nhìn về phương xa, thở dài một tiếng. Đồ đệ của ta chính ta biết rõ, mộ dung thi mặc dù hơi ngu một chút, nhưng ít ra hắn cũng quyết đoán, biết lúc nào nên làm cái gì, cho dù là thiên nhạc cũng có tâm tính hơn xa cảnh tuyết. Hơn nữa cảnh tuyết xưa nay học được cũng chỉ có y thuật của ta. Về chiến pháp với người khác, ta chỉ dạy nàng một bộ trưởng pháp thiên giai, cũng không truyền thụ cái khác. Có thể nói là cứu người có thừa mà tự bảo vệ mình không đủ. Hắn cảm thấy hơi đau đầu. Cho tới nay vẫn không tìm được thứ gì tốt dạy cho tiêu cảnh tuyết, vạn độc tâm kinh kia đúng là cường đại, nhưng tác dụng phụ cũng đặt ở đó cho nên hắn giấu tâm kinh ở thư phòng kia chưa bao giờ nói ra ánh mắt của thẩm an tại vẫn ung dung suy nghĩ phiêu hốt trên thế giới này không cần người lương thiện càng hiền lành lại càng dễ bị người lợi dụng bị người khác lợi dụng như một quân cờ có lúc phải hiểu được lấy hay bỏ mới có thể tự bảo vệ mình ở trên thế giới này không vấn đề gì ngươi làm sư phụ thật đúng là xứng chức không chỉ lo lắng cho các đồ đệ nên đi đường gì mà còn phải lo lắng cho tâm tính bọn họ, không mệt sao, Liễu Vân thấm lắc đầu mở miệng. Mặc dù lúc trước khi dạy lăng phi sương, nàng cũng đã bỏ ra chút ít tâm huyết. Nhưng so với thẩm an tại đối đãi với mộ dung thiên và tiêu cảnh tuyết mà nói, thì có chút bé nhỏ không đáng kể. Thẩm an tại đứng đó phì cười, nhìn nữ tử dịu dàng bên cạnh một chút rồi nhẹ giọng mở miệng. Người làm sư phụ, không vì đồ đệ mà suy nghĩ, vậy làm sư phụ cái gì, Liễu Vân thấm trầm mặt một lát, sau đó mở miệng. Nhân vô thập toàn, không có ai là hoàng mỹ, người ta đều là như thế, không thể làm cho tất cả mọi người thỏa mãn được, chính là vì trăng tròn có khuyết, hoa có héo tàn, thế giới mới có nhiều màu. Thẩm An tại gật đầu, đồng ý đúng vậy, người không hoàng mỹ, không ai làm được điều khiến tất cả mọi người hài lòng. Nếu có thể một mực kiên trì lý niệm của mình, mới là đáng quý khó có thể cầu. Nhưng trên con đường đó sẽ có nhiều gian nan, chửi rủa thì sao, không phải còn có người làm sư phụ như ngươi sao, thẩm an tại sững sờ, bốn mắt hai người đối nhau, cười yếu ớt cho qua. Đúng, hết thảy dù sao cũng còn có người làm sư phụ này là mình. Chính vì bọn họ không hoàn mỹ, cho nên mới cần một sư phụ đến dạy bọn họ cách trưởng thành. Mặc kệ các đồ nhi chọn con đường khó đi như thế nào, vẫn luôn có sư phụ ủng hộ bọn họ, thay bọn họ che gió chắn mưa. Tin, độ sùng bái của tiêu cảnh tuyết cộng 30 cấp bậc sùng bái đột phá chính, thu được cơ hội rút thưởng ít một, ngay lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng vang lên trong đầu hắn. Thẩm An tại nhất thời kinh ngạc, lông mày nhíu lại. Vì sao bỗng nhiên tăng thêm nhiều độ sùng bái như vậy? Mấy ngày nay, mặc dù độ sùng bái của tiêu cảnh tuyết vẫn luôn tăng lên, nhưng cực kỳ chậm chạp. Vì sao lần này lại đột nhiên thêm những 30 điểm? Chính mình cũng không có làm cái gì. Lông mày của thẩm an tại càng nhăn sâu hơn, trong lòng càng có ý bất an nồng đậm. Đáng tiếc độ sùng bái của Tiêu Cảnh tuyết không tới cấp 10, không có sinh tử bài của nàng, nếu không còn có thể tiến hành cảm giác. Ngoài dược viên, Ngọc Tâm La nhìn hai người đứng ở vách đá, khuôn mặt khẽ nhúc nhích, vẫn là tiến lên. Thẩm Phong chủ, thân thể khôi phục thế nào rồi? Nghe âm thanh sau lưng truyền đến, Thẩm An tại quay đầu hành lễ, mỉm cười. Đã đến một mức cho phép rồi, không biết phượng tộc trưởng bên kia, tộc trưởng đã an bài xong xuôi. Mặc dù thư ngô tâm không nhiều nhưng thẩm phong chủ có đại ân ngay trước mặt linh tộc ta, một quả thư ngô tâm mà thôi, cũng không coi là gì. Vậy thẩm mổ cám ơn trước. Thẩm an tại lại một lần nữa chấp tay, trong lòng thở phào một hơi. Bây giờ trong cơ thể mình đã có một sợi phượng hoàng thần tính, chỉ đợi lấy một thư ngô tâm để phân ra chút thần tính, đưa cho lão trịnh. Thẩm phong chủ muốn ngưng tụ thần hoàng tâm, cũng không phải chuyện dễ dàng, cho dù ngô đồng hỏa lâm của tộc ta là thánh địa như vậy nhiều năm qua có thể ngưng tụ thần hoàng thần phượng tâm cũng không có mấy ai. Nói xong, Ngọc Tâm Lan khẽ thở dài, nếu không phải thần hoàng thụ bị đánh cắp, nói vậy tộc trưởng của ta cũng muốn ngưng tụ ra thần phượng tâm, lấy được cơ hội chân tổ. Thẩm An tại im lặng. Đương nhiên hắn cũng có cách của bản thân. Thần hoàng tâm, ngoại trừ sung túc linh khí, có vô số sức mạnh tái sinh tràn đầy, mới có thể chân chính niết bàn. Nếu nói thánh địa thế gian có lực tái sinh cường đại, ngô đồng hỏa lâm của phượng hoàng tộc cũng xem như một mà một dược viên nho nhỏ bên phía thanh vân phong kia cũng coi như một cái thậm chí còn có hơn thế dù sao có hai mươi mẫu chí bảo linh tức nhưỡng thêm vào tiên linh tùy nguyên linh dược bình thường sau khi bị hái thì có thể một ngày một đêm nở hoa kỳ tốc ba ngày một lần mức độ sinh cơ nồng đậm vượt xa dược viên bình thường chờ đưa thương ngô tâm ẩn chứa thần tính vào trong cơ thể lão trịnh sau đó đưa hắn đến dược viên của thanh vân phong sớm muộn gì cũng có thể ngưng tụ ra thần hoàng tâm chân chính đến lúc đó chỉ còn thiếu một tấm sinh tử phù chính nguyên thẩm an tại nhìn về phương xa có chút lo lắng cũng không biết bây giờ tình huống vu chính nguyên ở thần phù điện thế nào có tìm được cơ hội ngưng tụ sinh tử phù hay không mời đi theo ta ngọc tâm lan mở miệng nói được thẩm an tại gật đầu cùng nàng rời đi đi tới thánh địa phượng hoàng tộc ngô đồng hỏa lâm mà Liễu Vân Thấm thì vẫn ở lại nơi này, cũng không theo sau. Nàng nhìn thoáng qua một nửa dược viên đã trống trải, cười yếu ớt lắc đầu. Cũng phù hợp với tính tình của gia hỏa này, bất luận đi tới đâu cũng thích treo đùa linh dược của người khác. Cũng không biết lúc ấy hắn làm thế nào thuyết phục vị ngũ mạch trưởng lão này đồng ý cho hắn mượn viện ở, thật không sợ toàn bộ linh dược đều bị nhổ hết hay sao, bên trong ngô đồng hỏa lâm. Cả một vùng thấm nhường một màu đỏ, cho dù là đường núi đá tảng trong cũng như được dung nham gột rửa qua. Phía trước là hồng phong sang sáng thành rừng, phía trước nữa là từng cây ngô đồng cao lớn. Lúc ấy hoang vu lực lượng gần như cướp đoạt sinh cơ cả một mảnh hỏa lao gần đó, suýt nữa tác động đến ngô đồng hỏa lâm này. Phượng khuyên tâm đi trước dẫn đường, mở miệng. Thẩm an tại gật đầu. Trên đường hắn đến đã thấy khung cảnh sơn mạch kia. Cây cỏ héo rũ, mặt đất khô cạn, cảnh tượng hoang vu, sinh cơ đứt đoạn. Ngươi chỉ nói ngươi muốn ngưng tụ thần hoàng tâm, Phượng Mổ cả gan hỏi, Thẩm Phong chủ muốn vật này đến tột cùng là muốn làm gì? Phượng Khuynh khẽ ngoái đầu lại, hiếu kỳ hỏi, so với dĩ vãng càng có thêm kính ý muốn cứu một người. Hai người đi sâu vào trong hỏa lâm, Thẩm An tại bên cạnh đáp lại. Cứu người, Phượng Khuynh tâm sửng sốt, tâm la nói trước đó Thẩm Phong chủ còn luyện chế đang dược bát phẩm, chẳng lẽ còn có người ngay cả ngươi cũng chữa không được, Thẩm An tại lắc đầu, không nói gì. Người trước do dự một lát rồi mở miệng nói, nếu như luyện dược sư bác phẩm không đủ, cửu phẩm thì sao? Hiển nhiên, ý của nàng là nguyện ý trợ giúp thẩm an tại. Bây giờ kim tộc trưởng vừa chết, luyện dược sư cửu phẩm trên đại lục cũng chỉ còn lại nàng cùng vị Tây Hoang vực kia. Nhưng thẩm an tại vẫn lắc đầu. Điều này làm cho nàng nhớ mày, có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Có ý gì, ngay cả chính mình cũng chữa không nổi, phượng tộc trưởng ngài đừng nghĩ nhiều, tình huống vị bằng hữu kia của ta có chút đặc thù. Đặc thù thế nào? Phượng Khuynh tâm nghi hoặc hỏi, dẫn hắn đứng trước một gốc ngô đồng. Tại vị trí hốc cây, mơ hồ có một trái tim như lửa đang nhảy lên theo một quy luật nào đó, tản ra sức sống bừng bừng. Mời Phượng tộc trưởng xem. Thẩm An tại không nói thêm gì, phất tay áo. Một cổ quan tài bằng băng bị gió nhẹ nâng lên, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Trong quan tài băng đặc chế, một lão giả gầy trơ xương lẳng lặng nằm ở trong đó, nhắm hai mắt thần sắc an tường. Thấy lão giả này, phượng khuyên tâm thần khẽ giật mình. Không còn sức sống, tử khí tràn đầy. Đó là một người chết, nếu không có quan tài băng và thủ pháp xử lý đặc thù, chỉ sợ thi thể đối phương đã hư thối mới đúng. Chẳng lẽ là nàng kinh nghi nhìn về phía thẩm an tại, thẩm phong chủ không phải là, muốn phục sinh người này chứ, đúng là như thế. Thẩm an tại cũng không kiên về nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi nhận được câu trả lời, Phượng Khuynh Tâm càng sợ hãi hơn. Có thể phục sinh người chết, chuyện không thể tưởng tượng này, nàng còn chưa từng nghe nói qua. Nhưng sinh mệnh người này đã hoàn toàn cắt đứt, ngay cả ý thức cũng mất đi, nếu không có ý thức, thần hoàng tâm cũng chỉ có thể ôn dưỡng thân thể niết bàn, sao có thể làm được chuyện phục sinh, nàng hơi ngạc nhiên hỏi thăm. Điều này căn bản là không có khả năng, tại hạ tự nhiên có phương pháp thẩm an tại nhẹ giọng mở miệng nhìn lão giả trong quan tài băng chuyện này phượng khuynh tâm nghẹn lời sau khi do dự liền thở dài lắc đầu cũng không lên tiếng đã kích chắc hẳn lão giả này là một người rất quan trọng đối với thẩm an tại nghe một chút tin đồn phục sinh cho nên mới muốn thử một lần chỉ sợ đến lúc đó hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn bất kể như thế nào thẩm phong chủ nếu muốn thử một lần linh tộc ta tự nhiên sẽ hỗ trợ đến cùng Phượng Khuynh Tâm xoay người, hai tay bắt ấn, dẫn dắt cây ngô đồng phía trước. Lửa cháy phừng phực, trái tim nhảy lên như thoát ly khỏi thân cây, bay về phía hai tay nàng. Thẩm An Tại cũng vung tay mở quan tài băng ra, nội lực bắt đầu khởi động. Có thể mơ hồ nhìn thấy trong quan tài băng, còn khắc rất nhiều phù văn phức tạp. Băng phách phù trận cấp 6, đại trận như vậy vậy mà có thể khống chế trong một tòa quan tài băng nho nhỏ, không ngờ trình độ thẩm phong chủ không chỉ có dược đạo cao, mà còn hiểu biết về phù pháp không thấp. Phượng Khuynh Tâm có chút kinh ngạc. Thẩm An Tại cười lắc đầu. Phượng tộc trưởng quá xem trọng thẩm mổ rồi, về phù pháp, Tại Hạ thật sự dốt đặc cán mai. Vậy đây là, là một vị hậu bối của Linh Phù Sơn, cũng là đệ tử của hắn. Thẩm An Tại nhìn về phía trịnh Tam Sơn trong quan tài. Hậu bối, đôi mắt đẹp của Phượng Khuynh chớp lên, đã đoán được là ai rồi. Linh Phù Sơn có hai người lên thiên kiêu bản, ngoại trừ mộ dung thiên ra còn có vua chính nguyên ở thần phù điện của đông linh vực. Nghe nói gần đây hắn tranh thủ tư cách tiến vào thần phù tháp, cũng không biết có thể lĩnh ngộ phù lục gì ở bên trong. Bắt đầu đi. Thẩm an tại hít sâu một hơi, lồng ngực có màu đỏ lộ ra. Một sợi ánh sáng xích hồng mạ vàng hóa thành sợi tơ, lưu chuyển trong cơ thể hắn, chậm rãi hướng tới thương ngô tâm trong tay phượng khuynh tâm kia mà đi. Lên khen, len ken len ken len ken, theo thần tính tiến vào, trái tim kia bắt đầu rung rẩy có hai đạo hư ảnh một phượng một hoàng xoay quanh dương cánh hóc dài dần dần tiếp cận linh tính hai tay phượng khuynh tâm bắt ấn dẫn dắt thư ngô tâm chậm rãi trốn vào trong tâm mạch của lão giả trong quan tài sau khi trái tim chui vào thân thể hắn một luồng sức sống nồng đậm bắt đầu xuất hiện giống như cây khô gặp mùa xuân thi thể già nua của trịnh tam sơn một lần nữa bắt đầu tỏa ra sinh cơ khuôn mặt gầy trơ cả xương của hắn dần dần đầy đặn giống như trẻ ra rất nhiều, rực rỡ hẳn lên. Nếu không phải hắn nhắm hai mắt lại, trên thân vẫn có tử khí nồng đậm như trước, sợ là nhìn không khác người bình thường. Thần quan nội liễm, tất cả dần dần lại khôi phục như thường. Trịnh Tam Sơn vẫn nằm trong đó, thần sắc an tường, chưa từng đứng dậy. Tuy có một tia tí thần tính, nhưng muốn ngưng tụ thành thần hoàng tâm, sợ không dễ dàng như vậy, nếu là trước kia ta ngược lại còn có biện pháp, chỉ tiếc bây giờ thần hoàng thụ bị trộm, rất nhiều bí pháp đã không thể thi triển. Phượng Khuynh Tâm có chút tiếc nuối mở miệng. "Không sao." Thẩm An tại khoát tay, sắc mặt có chút tái nhợt. Lúc trước bởi vì thần tính nhập vào cơ thể mà khí tức linh hồn đột nhiên tăng mạnh, giờ phút này cũng đột nhiên hạ xuống. Chỉ còn lại cường độ quy nguyên cảnh, muốn khôi phục thì Ngô Đồng Hỏa Lâm là nơi tốt nhất. "Thẩm Phong chủ, thần tính tương dung cùng căn nguyên của ngươi, nên phân ra tiêu hao bản nguyên quá lớn." Mấy ngày nữa cứ ở lại ngô đồng hỏa lâm tỉnh dưỡng cho tốt đi. Thẩm an tại khẽ gật đầu, buồn ngủ có chút muốn ngã xuống. Mà lúc này, trong điện phủ bạch xà tộc. Cái gì, ma giáo lại bắt đầu động thủ, nghe tộc nhân phái đi nam quyết vực bẩm báo, bách lý nhất kiếm nhớ mày. Mộ dung thiên còn, rầm, một tiếng đứng bật dậy khỏi ghế, thần sắc nghiêm túc. Vừa rồi các hạ nói sư muội ta đi đâu, người nọ trả lời, huyền trưởng môn nói nàng đi dược vương cốc, nhưng ta đã từng tới dược vương cốc hỏi thăm, cũng không tìm được tung tích của nàng. Nguy rồi, khẳng định là xảy ra chuyện rồi, mộ dung thiên lo lắng hẳn lên. Sư muội nhà mình cũng không am hiểu chiến đấu, nếu rơi vào nguy hiểm, sợ là cử tử nhất sinh, ta muốn đi tìm sư phụ, lúc này hắn mở miệng ra. Sư phụ ngươi bây giờ đang ở ngô đồng hỏa lâm, ta dẫn ngươi đi. Bách Lý Nhất Kiếm trầm giọng mở miệng. Tình thế khẩn cấp, phải sớm nói cho Thẩm An Tại biết mới được cũng không biết bây giờ tình hình tiêu cảnh tuyết như thế nào có nguy hiểm đến tính mạng hay không kiếm nhi bách lý hàng phong bỗng nhiên mở miệng người trước quay đầu lại mắt lộ ra nghi hoặc thẩm phong chủ đoán chừng trong thời gian ngắn không về được nếu mộ dung thiên muốn trở về có cần ta an bài mấy vị trưởng lão hộ tống theo không bách lý nhất kiếm lắc đầu hiện giờ linh cảnh còn chưa ổn định không thể có quá nhiều cường giả rời khỏi về phần người hắn suy nghĩ sau đó nhìn về phía thanh niên giáp vàng đang ngoáy lỗ tai một bên để hắn hộ tống là được rồi tôn ngạo sửng sốt ý gì hắn đường đường là tề thiên tôn giả đường đường là đại năng xung hư hộ tống một tiểu bối được rồi được rồi hắn bất đắc dĩ gian tay bách lý Hàng phong nhìn thấy cảnh này lắc đầu cười cho dù tộc trưởng thần viên tộc đôi khi muốn tìm tôn ngạo làm việc tiểu tử này cũng là kiểu phớt lờ rất không kiên nhẫn có thể điều động vị này chỉ sợ cũng chỉ có bách lý nhất kiếm rất nhanh mộ dung thiên dưới sự dẫn dắt của bách lý nhất kiếm đi tới thánh địa của phượng hoàng tộc trùng hợp gặp được phượng khuynh tâm cùng thẩm an tại đi ra từ sâu trong rừng lửa hai người nhìn thấy bọn họ vô cùng lo lắng đi tới sửng sốt một chút mới mở miệng hỏi thăm xảy ra chuyện gì sư phụ có lẽ sư muội đã gặp nguy hiểm rồi vẻ lo lắng trên mặt mộ dung thiên hiện lên rõ ràng Nghe Bách Lý Nhất Kiếm kể lại đủ chuyện phát sinh ở Nam Quyết Vực, lông mày thẩm an tại càng nhíu chặt. Mấy ngày gần đây tâm thần hắn không yên, hóa ra bên phía Nam Quyết Vực đã xảy ra chuyện. Nhưng trước đó không lâu tiêu cảnh tuyết còn đột nhiên tăng độ sùng bái, ít nhất bây giờ có lẽ không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng sau đó cũng có thể không biết chừng. Về Nam Quyết Vực, thẩm an tại không chút do dự, lập tức mở miệng. Nhưng Bách Lý Nhất Kiếm nhìn ra vẻ mệt mỏi rã rời trong mắt hắn, nhíu mày mở miệng, không bằng thẩm phong chủ trú lại đây nghỉ ngơi trước đi bên nam quyết vực có lão tôn đến hỗ trợ là được chuyện này thẩm an tại nhìn tề thiên tôn giả bên cạnh có chút do dự thẩm phong chủ vừa rồi ngươi hao phí tâm lực chia thần tính thần hồn bị hao tổn không bằng trước ở lại phụ cận ngô đồng hỏa lâm tỉnh dưỡng hết thảy khôi phục lại đi lúc này phượng khuyên tâm cũng mở miệng khuyên nhủ thẩm an tại cứ do dự mãi cuối cùng nhẹ gật đầu tôn ngạo là sung hư cảnh người của ma giáo trong quá khứ cũng không làm nên trò trống gì được với hắn hơn nữa để mộ dung thiên đi qua nếu thật sự gặp phải nguy hiểm gì hắn cũng có thể thông qua sinh tử bài cảm ứng được trong thời gian bọn họ chạy đi chính mình ở lại chỗ này gia tốc khôi phục thần hồn mới là biện pháp thích đáng nhất nhớ lấy không được hành động lỗ mãn thẩm an tại dạng dò kỹ mộ dung thiên người sau gật đầu liên tục mặt khác Thẩm An tại cũng đưa luôn băng quang có chứa thi thể Trịnh Tam Sơn cho hắn, để cho hắn khi tìm được tiêu cảnh tuyết, trước tiên an trí Trịnh Tam Sơn đến nơi linh khí nồng đậm nhất dược viên. Sau khi làm xong hết thảy chuẩn bị, hắn mới đưa mắt nhìn Mộ Dung Thiên và Tô Ngạo cùng nhau đi xa, dần dần biến mất ở cuối chân trời. Sau đó, Thẩm An tại về dược viên ngủ mạch một chuyến. Liễu Vân Thấm cũng không rời đi, mà là ở chỗ này chờ. Như thế nào rồi, đã thành công lão trịnh rốt cuộc có thể sống lại hay không phải xem chính nguyên thẩm an tại nhẹ giọng mở miệng người trước chậm rãi gật đầu trong mắt vẫn còn một chút kinh ngạc về sinh tử phù trên cửu phẩm nàng cũng chưa từng nghe qua chẳng qua nghĩ lại phù này tất nhiên đã chạm sâu hơn đến thứ đó tương tự với bản nguyên nếu không làm sao có thể có được công hiệu giống như thẩm an tại nói về phần sự tình thật giả liễu vân thấm cũng không có hoài nghi dù sao hoài nghi nhiều lần như vậy có lần nào thẩm an tại lại nói sai hắn nếu đã nói có phương pháp này vậy nhất định là có ngươi đã không có gì đáng ngại thì ta cũng phải chuẩn bị trở về phỏng chừng mấy ngày nay trong nhà đã loạn thành loạn rồi thẩm an tại vừa định mở miệng nói về chuyện của nam quyết vực thì nàng đã mở miệng trước sững người qua đi hắn mới gật đầu nhẹ không nói thêm gì nữa có thể nói cho ta biết liễu gia ở cử huyền cảnh rốt cuộc là gia tộc như thế nào vì sao tin tức ở phương diện này, ngay cả phong vũ lâu cũng rất ít. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Liễu Vân Thấm vẫn lắc đầu, chậm rãi mở miệng. Chờ cơ hội tới, ngươi tự nhiên sẽ biết tất cả. Nói xong, thần sắc nàng có chút cổ quái nhìn hắn một cái, nghĩa phụ kia của ngươi nghĩ cũng là đại năng nơi đây, tin tức về giới này liền coi như thật cái gì cũng chưa từng nói với ngươi sao, thẩm an tại lắc đầu, chẳng lẽ nói thế giới này còn cất giấu bí mật gì đó hay sao? biết nhiều cũng không phải chuyện tốt gì, nhưng tốt nhất là ngươi nên coi chừng mộ dung thiên. Vì sao? Thẩm An tại nghe ra trong giọng nói nàng có vẻ nghiêm túc, không khỏi nhíu mày. Bởi vì hắn lên thiên kiêu bản, hơn nữa xếp hạng cũng không thấp. Liễu Vân thấm nghi mặt mở miệng, thần sắc ngưng trọng. Ngươi có biết trong 300 năm gần đây, lớp thiên kiêu trước đó có kết cục thế nào không, không biết. Thẩm An tại lắc đầu, mắt lộ vẻ nghi hoặc lúc trước hắn nghe Bách Lý Nhất Kiếm nói về thiên kiêu bản cũng có chút hiếu kỳ, nhiều thiên kiêu như vậy, trong đó không ít người có tư chất nhập chân tổ cảnh. Nhưng vì sao cường giả đứng đầu đại lục này lại ít ỏi như vậy, cho dù xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không thể chỉ có ít người sống sót ở thiên kiêu bản như vậy chứ, bởi vì những năm gần đây chỉ cần là thiên tài nhập thiên kiêu bản, tự hồ đều bị người nhìn chằm chằm, có người biến mất vô tung vô ảnh, có phơi thay hoang giả hồi lâu mới bị người phát hiện. Thẩm An tại khẽ giật mình bị người theo dõi, tại sao lại bị người khác theo dõi chứ? Là vì Thiên phú, người sau lưng vì sao phải bóp chết Tú Thai mới nổi của Thiên Huyền Đại Lục, chẳng lẽ có ý đồ khác? Không có người điều tra hay là điều tra không ra, Thẩm An tại nhíu mày hỏi thăm. Những thiên kiêu kia đều là các thế lực lớn tốn hao tâm huyết bồi dưỡng, vô cớ chết yểu, tất nhiên là muốn điều tra, đáng tiếc cuối cùng đều đá chìm đáy biển, không tra được kết quả gì, căn bản cũng không biết hung thủ phía sau màn là ai. Theo lời Liễu Vân Thấm vừa nói ra, ánh mắt thẩm an tại lập lòe, trong lòng nhớ tới khí tức hoang vu xuất hiện trước đó. Chẳng lẽ, lớp trẻ trên thiên kiêu bản chết yểu, cũng có liên quan đến yêu thần giáo hay sao, mặc dù có suy đoán này, nhưng hắn cũng không có biện pháp tìm tới vị trí cụ thể của yêu thần giáo, thậm chí ngay cả sơn môn bọn họ ở đâu, cường giả phía sau màn là ai cũng không rõ ràng. Ta biết rồi, sẽ chú ý thẩm an tại khẽ gật đầu, nhớ kỹ chuyện này. Mộ dung thiên có sinh tử bài, có thể cảm ứng được nguy cơ, bản thân hắn cũng không phải quá lo lắng. Chỉ là bên phía Vu Chính Nguyên đơn độc một mình tại Đông Linh vực xa xôi, không người thân, nếu gặp nguy hiểm sẽ không tốt. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua dược viên còn lại một nửa, suy nghĩ một hồi rồi âm thầm gật đầu. Có lẽ phân lượng cũng không sai biệt lắm, đủ để tự luyện chế 15 cân đan dược, đến lúc đó sai người đưa đến Đông Linh vực, giao vào tay Chính Nguyên. Thấy biểu cảm của hắn, Liễu Vân thấm nhất thời biết hắn đang có cái gì chú ý. Lập tức bất đắc dĩ mở miệng khuyên bảo: "Nơi này không phải Linh Phù Sơn, ngươi cũng đừng nhổ sạch dược viên của người ta." "Yên tâm, sẽ không đâu." Thẩm An tại lắc đầu cười. "Sao lại nhổ sạch chứ, những linh được niên hạn quá thấp kia bây giờ đã không theo kịp nhu cầu luyện đan của hắn, dược liệu muốn hái ít nhất cũng phải 30 năm hơn mới được." Vừa nghĩ, hắn bỗng vỗ gáy. "Đúng rồi, sau khi đẳng cấp sùng bái của Cảnh Tuyết Tăng vẫn còn ban thưởng cho hắn một cơ hội rút thưởng đấy." xem xem có thể kiếm được thứ gì tốt hay không, rút thưởng, đã rất lâu không có rút thưởng rồi, hệ thống, chuẩn bị rút thưởng. Thẩm An tại tập trung suy nghĩ, trực tiếp gọi ra đĩa quay rút thưởng. Theo bàn xoay bắt đầu phi tốc chuyển động, ánh sáng đủ mọi màu sắc lấp lánh, hắn bắt đầu khẩn trương lên. Lần này ngàn vạn lần không nên lại là roi bò gì, hiện tại mình không dùng được thứ đó, trong lòng hắn cầu nguyện, bánh xe chậm rãi đi tới. Lướt qua màu vàng, màu tím, màu trắng, sau đó lại nổi lên màu vàng. Chúc mừng ký chủ rút được đạo cụ cực phẩm thần nông dược quyển ít một thẩm an tại sửng sờ, sau đó mặt lộ vẻ kinh hỉ. Vật phẩm màu vàng kim, lại ra vật phẩm màu vàng, hơn nữa thần nông dược quyển, cái này nghe tự hồ là thứ có liên quan đến phương diện dược đạo. Hắn vội vàng xem xét giới thiệu về quyển sách thuốc. Dược quyển thần nông, y thư tuyệt thế do dược đạo thần nông ghi lại về vô số lý luận dược bệnh, để hậu nhân quan sát, nếu có thể nghiên cứu thấu đáo có thể đạt tới thánh phẩm. Có thể đạt tới thánh phẩm, lúc nhìn thấy bốn chữ này, trong lòng thẩm an tại thể giật mình, nhớ tới lúc trước ở chỗ sâu trong thánh địa long tộc, cuộc đối thoại giữa kim tộc trưởng cùng phượng khuyên tâm. Hình như vào lúc đó người trước có nhắc tới thứ phía trên chân tổ, thánh cảnh gì đó. Trần chờ một chút, thẩm an tại quay đầu nhìn về phía nữ tử dịu dàng. Người có biết trên cửu cảnh, là cảnh giới gì không? Liễu vân thấm vốn đang nhìn hắn, đột nhiên nghe hắn hỏi cái này không khỏi có chút kinh ngạc. Ngươi không biết, thẩm an tại rất thành thật mà lắc đầu, khiến cho liễu vân thấm có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn nhẹ giọng mở miệng giới thiệu. Cửu cảnh mà thế nhân quen thuộc, chỉ là cực hạn của nhân loại, hạ tam cảnh luyện khí, trung tam cảnh mượn thiên địa chi lực ngưng luyện thần thông, chỉ có thượng tam cảnh, mới coi như miễn cưỡng tiếp xúc đến giai đoạn sâu xa hơn, cũng xưng là thần hồn. Ánh mắt liễu vân thấm ôn hòa, ngươi có biết vì sao từ càng khôn cảnh đột phá niết bàn cảnh, cần độ tâm kiếp không vì để tiến thêm một bước rèn luyện thần hồn phòng ngừa vật chứa quá lớn nội lực ẩn chứa lại quá mức nhỏ bé thẩm an tại đáp lại rất nhanh những thứ này hắn luôn tự điều tra điển tịch các loại cái gọi là độ tâm kiếp thật ra là để võ giả niết bàn có thể phát huy lực lượng của mình ở mức độ lớn hơn mà thôi cũng giống như hạ tam cảnh là trẻ con mới sinh trung tam cảnh là trẻ con thôi nôi cũng chính là tìm kiếm càng không động thiên của mình mà thượng tam cảnh mới là giai đoạn trẻ con trưởng thành, giai đoạn có thể phát huy lực lượng lớn nhất của mình. Nếu không độ kiếp thông tới Niết Bàn, thật giống như một thằng nhóc choai choai, vung búa lớn hơn nó mấy lần, trong buồn cười. Cái gọi là phía trên cửu cảnh, chính là khi thần hồn, cảnh giới, đều đã đạt đến cực hạn của con người, sau khi trở thành chân tổ thì mới có tư cách chạm vào lĩnh vực thần thánh. Liễu Vân thấm nhìn về phía thẩm an tại, nhẹ giọng mở miệng. Đó chính là thánh cảnh, thánh cảnh chính tầng, đã không thuộc phạm vi của sức người nữa, mà là nghiêng về phía. Thần thánh, thẩm an tại hơi giật mình, không ngờ chân tổ chỉ mới là cực hạn của sức người mà thôi, đi lên trên nữa còn có thể đột phá tầng thứ cao hơn. Vậy đại lục thiên huyền có xuất hiện thánh cảnh chưa? Đã từng có, hiện tại đã không còn. Cả một người cũng không còn, ừ, một người cũng không còn. Liễu Vân thấm gật đầu đáp lại. Vì sao? Chẳng lẽ ngay cả thanh tổ năm xưa cũng không thể đột phá thánh cảnh, Thẩm An tại lại một lần nữa mở miệng hỏi thăm, ánh mắt Liễu Vân thấm khẽ nhúc nhích, chậm rãi lắc đầu. Thiên kiêu cùng thế hệ với thanh tổ có rất nhiều, nhưng có thể sống sót đồng thời cũng đột phá tới chân tổ cảnh như hắn, chỉ có số ít mấy người. Còn có dũng khí đi truy tìm thánh cảnh, duy chỉ có một mình thanh tổ mà thôi, nhưng cũng chính là trong lần truy tìm kia, cho tới bây giờ vẫn không rõ sống chết thẩm an tại ngẩn đầu kinh ngạc. Không ngờ thanh tổ lại vì truy tìm cảnh giới siêu việt chân tổ nên mới mất tích ngươi vừa nhắc đến hai chữ truy tìm này là có ý gì thế giới này không có cơ hội đột phá thánh cảnh muốn đột phá thánh cảnh thì cần phải tìm những con đường khác con đường khác thẩm an tại nhíu mày nhớ tới lời lúc trước kim tộc trưởng nói hình như là người của yêu thần giáo có thể giúp hắn đạt được thứ gọi là thời cơ kia ừ giới này không có đường liễu vân thấm nhẹ nhàng gật đầu nhưng cũng không có nói rõ mặc cho thẩm an tại truy vấn thế nào nàng cũng chỉ lắc đầu không nói tự hồ có điều khó nói thẩm an tại đành phải không truy vấn những chuyện này nữa ngược lại có chút hiếu kỳ về thân thế của nàng rõ ràng ngươi lợi hại như vậy lúc trước làm sao lại đến linh phù sơn xa xôi như thế làm phong chủ liễu vân thấm liếc mắt nhìn hắn thản nhiên đáp bởi vì một ít chuyện ngoài ý muốn lúc ấy ta bị thương được trấn nam vương cứu sau đó nhân duyên tế hội mà nhập linh phù sơn bị thương thẩm an tại nhíu mày lại đúng vậy liễu vân thấm gật đầu vì sao lại bị thương ngươi ở linh phù sơn lâu như vậy là trốn cái gì thẩm an tại có chút hiếu kỳ không phải lúc trước ta đã nói với ngươi thiên tài gia nhập thiên kiêu bản đều bị truy sát một cách khó hiểu sao liễu vân thấm mở miệng đáp lại người trước kinh ngạc hai chuyện này có liên hệ gì sao chẳng lẽ trước kia ngươi cũng từng lên thiên kiêu bản liễu vân thấm bỗng nhiên đỏ mặt giống như nhớ lại chuyện mình dùng tên giả khiến nàng có chút ngượng ngùng trước kia không để ý trong nhà ngăn cản dùng tên giả là tiểu thấm lan bạc tại Trung Châu, cho nên được thiên kiêu bản ghi vào, xếp hạng nhất. Thẩm an tại sững sờ, hạng bao nhiêu, nhất. T, hắn không khỏi hiếp sâu một hơi, thần sắc khiếp sợ. Thiên kiêu bản là dựa theo số tuổi để sắp xếp, hệ không đến 30 đều có thể vào bản. Lâu dài không có tin tức hoặc là sau 30 sẽ tự động rời khỏi, ai xếp hạng sau có thể tiến lên một vị trí. Nói cách khác, lấy niên kỷ liễu vân thấm hiện tại 28-29 tuổi, thậm chí năm nay còn có thể xếp trên cùng một bản danh sách với bọn mộ dung thiên hơn nữa với thực lực đã là xung hư cảnh xếp hàng thứ nhất không phải là vấn đề gì thẩm an tại bỗng nhiên che ngực nhìn kỹ nữ tử dịu dàng trước mặt người sau thấy biểu lộ đau lòng của hắn không khỏi nghi hoặc hỏi làm sao vậy vừa nghĩ tới tuổi của ngươi còn có thể cùng đồ nhi ta đăng một bản ta bỗng có loại cảm giác tội nghiệt nặng nề nghe thấy hắn nghiêm trang nói liễu vân thấm không khỏi cười yếu ớt lắc đầu gương mặt xinh đẹp có chút đỏ lên. Nàng làm sao lại không rõ thẩm an tại đang nói mình tội nghiệp nặng nề là có ý gì chứ, chỉ là thực ra giữa võ giả không kiên kỵ tuổi tác bằng thế tục. Thẩm an tại đùa giỡn một chút, sau đó lâm vào trong suy tư sâu xa. Xem ra lúc trước liễu vân thấm bị trọng thương trốn đến nam quyết vực, chính là do kẻ phía sau màn giết chết thiên kiêu bản kia gây ra. Nàng may mắn chưa chết, dứt khoát trước hết lưu tại nam quyết vực không xuất hiện nữa. Khó trách gần đây khi mình đọc tin tức trên thiên kiêu bản, không nhìn thấy cái tên, tiểu thấm, này. Nghĩ tới đây, thẩm an tại lại nhìn thoáng qua liễu vân thấm đoan trang dịu dàng. Không nghĩ tới nữ tự ổn trọng hiền thục như vậy, cũng từng là thiếu nữ song sáo năng động một thời thanh xuân. Cho nên ngươi có nhìn ra những người lúc trước đuổi giết ngươi là ai không? Thẩm an tại khoa tay múa chân, ví dụ như bọn họ ra tay có đặc điểm gì, hoặc là điểm nào rất dễ nhận ra, đôi mi thanh tú của liễu vân thấm cao lại, lâm vào trong hồi ức đặc thù nếu nói về đặc thù lúc trước khi những người kia ra tay yêu sát chi khí trên người bọn họ dường như rất nặng yêu sát khí thẩm an tại nhíu mày yêu tộc nhưng thiên huyền đại lục chưa từng nghe nói có tộc đàn yêu tộc cường đại nào đó chẳng lẽ là giống loài từ bên ngoài xâm lược phượng hoàng tộc long tộc đều là linh tộc không dính dáng chút gì đến yêu sát duy nhất muốn nói yêu sát khí ánh mắt thẩm an tại đột nhiên ngẩn ra nhớ tới những người ma giáo ở nam quyết vực lúc trước, thời điểm Chu Tiếu lợi dụng hóa yêu thuật khống chế yêu thú xích diễm hổ dung nhập vào trong cơ thể mình, toàn thân dân đầy yêu văn, yêu khí kia ngược lại có chút yêu sát. Không lẽ Bình Thiên Triều, Ma Giáo, lại còn có quan hệ với những thế lực săn giết thiên kiêu bản kia, Thẩm An tại lâm rơi vào suy nghĩ sâu xa, nếu thật sự như thế, đạo lý liên lụy trong đó lại có chút nhiều. Đúng rồi, lúc trước ngươi nói những người kia đều xuất thủ dựa vào thiên kiêu bản, thiên kiêu bản tương đương với một danh sách tất sát, vậy có khả năng, Phong Vũ Lâu là thế lực tạo ra thiên kiêu bản, biết chút nội tình hay không, hắn chợt nhớ tới chuyện này, mở miệng hỏi thăm. Liễu Vân thấm lắc đầu. Mấy ngàn năm trước Phong Vũ Lâu đã thành lập, thiên kiêu bản cũng đã xuất hiện rất lâu. Mà chuyện săn giết thiên kiêu mới bắt đầu mấy trăm năm trước, cho nên không có liên quan nhiều tới Phong Vũ Lâu. Nếu như vậy, ai còn dám ở bên ngoài hiển sơn lộ thủy, dấn thân vào thiên kiêu bản, thẩm an tại sờ lên cầm chưa trải qua ma luyện thì sao có thể trở thành cường giả chân chính được ví dụ như ngươi đã dạy mộ dung thiên cho dù hoa trong nhà kính có tốt đến mấy cũng không cứng rắn bằng hoa dại bên ngoài liễu vân thấm khẽ thở dài húng hồ người trẻ tuổi vốn là tranh cường háo thắng muốn để cho bọn họ một mực kính tiếng làm việc rất khó thẩm an tại gật đầu đồng ý đừng nói là người trẻ tuổi nếu như hắn có thực lực thuộc cảnh giới xung hư chân tổ thì đã sớm ra bên ngoài tiêu dao rồi đáng tiếc hắn chỉ có đoán thể cảnh cho nên chỉ có thể sống chó. Nhìn mây trời phương xa, trong mắt thẩm an tại lộ ra lo lắng. Xem ra thiên kiêu bản này cũng không phải là một cái bản tốt đẹp gì, mà là một tấm bùa đòi mạng ma giáo ở Nam Quyết Vực, hung thủ phía sau màn săn giết thiên kiêu ở Trung Châu, đánh cắp thánh vật linh tộc, người thần bí chân tổ cảnh có thể thao túng lực lượng hoang vu rốt cuộc giữa bọn họ có liên quan gì đây, được rồi, ta nên lên đường thôi. Nhìn thoáng qua hoàng hôn buông xuống phía tây, liễu vân thấm chậm rãi đứng lên ngươi muốn về cửu huyền cảnh thẩm an tại mở miệng hỏi thăm ừm trong tộc còn có rất nhiều sự vụ cần xử lý liễu vân thấm hơi ngoái đầu lại gật nhẹ đầu sau đó nàng bước ra một bước đã biến mất không thấy đâu nữa ngọc tâm lan xa xa nhìn nữ tự áo xanh tức bước biến mất trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc mặc dù cùng là xung hư nhưng nàng lại cảm giác chính mình giống như ở dưới tay đối phương là sẽ đánh không lại mấy chiêu nàng có chút kỳ quái nhìn thẩm an tại đang đi tới dược viên cũng không biết vị phong chủ thanh vân phong này từ nơi nào quen biết người lợi hại như vậy ngọc tâm lan vừa hiếu kỳ vừa nhìn trung niên áo trắng trong dược viên sau đó móc ra một cái bao tải hả nàng chỉ sửng sốt một chút một giây sau thẩm an tại tay trái xách cái túi tay phải dùng tốc độ nhanh đến tạo thành tàn ảnh cấp tốc ngắt lá linh dược trái cây động tác của hắn rất thuần thục tựa như quanh năm luôn làm loại chuyện này ngươi Ngươi Ngọc Tâm Lan cảm thấy hơi thở nghẹn lại, lúc xông tới, cả một mẫu dược điền đã bị nhổ sạch, chỉ còn lại thân cây trụi lũi. Ui, Ngọc Trưởng Lão sao lại rảnh rỗi tới chỗ này, là quan tâm thân thể thẩm mổ sao, thẩm an tại hơi kinh ngạc, cười nói, làm phiền Ngọc Trưởng Lão lo lắng, thẩm mổ khôi phục coi như cũng được, ngươi xem, ta hái thuốc mắt không hoa tay không rung, tinh thần rất tốt. Nói xong, hắn còn đi tới dược điền bên cạnh, không coi ai ra gì tiếp tục đại nghiệp hái thuốc của hắn ngọc tâm lan nhìn động tác của hắn mà lòng có chút quặn đau tinh thần ngươi thật tốt người hái tiếp ta sẽ không còn tinh thần nữa thẩm trưởng lão ngươi đột nhiên hái nhiều thuốc như vậy làm gì là muốn thu dọn đồ đạc chạy à lúc nàng nói chuyện cố ý tăng mạnh âm điệu chữ chạy có loại cảm giác sợ thẩm an tại trộm linh dược rồi chạy mất không thẩm an tại khoác tay áo vừa tiếp tục hái thuốc vừa mở miệng ta là muốn luyện thêm chút đan dược đưa cho sư điệt bên thần phù điện, một mình hắn ở bên đó không ai chiếu ứng, thiếu cái gì ta cũng không biết, cho nên dự định luyện cho hắn mỗi thứ một ít. Ngọc Tâm Lan nhíu mày, nhiều dược liệu như vậy, gia hỏa này tính luyện chế bao nhiêu viên, ừm, bao nhiêu cân, khó được có sư môn trưởng bối tốt như ngươi lo lắng, cái này không biết có cần luyện nhiều lắm không, không nhiều không nhiều, vừa vặn làm đường đậu cho chính nguyên cắn, không có gì làm thì nhai hai viên. Thẩm An tại cười ha ha xua tay đáp lại. Ngọc Tâm Lan ở bên cạnh có chút khóc không ra nước mắt. Đại ca, ý trong lời nói của ta ngươi không nghe ra sao, tùy tiện hái một chút là đủ rồi, đừng hái nhiều, đây là dược viên của ta mà, còn muốn coi thành đường đậu ăn chơi dùng tài nguyên của ta đi sủng ái sư điệt của ngươi đúng không, thật sự là giỏi tính toán quá đi mà, cuối cùng, ngăn cản hắn hái thuốc cũng không thể nói thẳng ra miệng. Nàng thở dài, dặn dò thẩm an tại tỉnh dưỡng thật tốt xong liền quay người rời đi. Nam quyết vực, dược vương cốc ở bắc minh triều cái gì quận chúa đã tiến vào cương vực bắc minh mấy ngày rồi thần sắc bắc thần huyền dịch sư nay vốn nho nhã giờ có chút ngưng trọng đúng vậy chỉ là vừa vạn đệ tử canh giữ y điểm của chúng ta ở tòa thành đó bị ma giáo tập kích mất liên lạc hôm nay cũng không biết quận chúa đi hướng nào người bẩm báo là một tên đệ tử chồng chất vết thương ở một bên tiền hải cho mày chuyện này phiền phức lắm hôm nay thiên tuyết tông bỗng nhiên phản loạn ma giáo xâm lấn bên ngoài bắc minh lại có đại quân của bình thiên triều rình mò từng thành trì phòng thủ yếu kém quận chúa nàng sợ là nguy hiểm cha ta đi tìm cảnh tuyết bắc thần vọng thư tiến lên mở miệng thần sắc lo lắng không thể bắc thần huyền dịch nghiêm túc từ chối hiện giờ tình huống bên ngoài không rõ ràng phần lớn đệ tử dược vương cốc ta đều đã chạy tới chiến trường ở thiên tuyết tông ngay cả ta cũng còn phải qua lúc này nếu ngươi lại xảy ra sai lầm gì chẳng phải sẽ khiến chúng ta phân tâm đó sao nhưng cảnh tuyết nàng bắt thần vọng thư vẫn có chút không cam lòng như cũ. Người trước trầm tư, người tìm tiêu cảnh tuyết nhờ giúp đỡ là mình, nếu đối phương gặp chuyện không may mà mình bỏ mặt thì không khỏi quá mức tiểu nhân. Tiền hải, có mặt. Người mang theo chút ít trưởng lão chấp sự, dọc theo tuyến đường quận chúa cùng đệ tử trong cốc thất lạc mà lục soát, nhất định phải tìm được nàng cùng người của Linh Phù Sơn, nhưng bên phía thiên tuyết tông tiền hải cao mày, để cho mình tự đi, chiến trường thiên tuyết tông bên kia, dược vương cốc chẳng phải là đang ở thế yếu dù sao mình tốt xấu gì cũng là võ giả thiên linh cảnh đỉnh phong không cần nhiều lời nhanh đi thăm dò bắt thần huyền dịch nghiêm giọng nói giọng điệu không thể nghi ngờ xin nhận lệnh cuối cùng tiền hải vẫn chấp tay lĩnh mệnh dẫn người rời đi đại ngọc thành tuy là giữa trưa nhưng nơi đây lại u ám dị thường bởi vì chân trời mây đen dày đặc còn nổi lên huyết quang vì thế thoạt nhìn cả tòa thành đều cảm thấy một bầu không khí áp lực trong thành tiếng keo thang dậy khắp trời đất, đâu đâu cũng có thể thấy được những phần tay chân cục, máu tanh ứa ra. Cũng giống như Phục Linh Thành lúc trước, chẳng qua lúc đó còn có đám đệ tử Linh Phù Sơn như Vua Chính Nguyên, Mộ Dung Thiên dốc sức chống cự, hơn nữa còn giết chết mẫu trùng. Mà hôm nay Đại Ngọc Thành này chỉ có vô số dân chúng, ngẫu nhiên nhìn thấy một số thi thể lạnh lẽo của đệ tử Dược Vương Cốc. Sư tỷ ngài còn muốn tiếp tục cứu người sao, trong một ngõ nhỏ, thiên nhạc nhíu mày nhìn nữ tử áo trắng trước mắt nàng đang ngồi chồm hổn trên mặt đất, trừ độc cho một lão ẩu. Nói là trừ độc, kỳ thật là đang dẫn độc tố trong cơ thể người khác vào trong cơ thể mình. Một đường đi tới, nàng đã cứu không biết bao nhiêu người, trong cơ thể đã tích lũy bao nhiêu độc tố. Làm cho độc ban trên mặt nàng càng thêm đáng sợ, đơn giản là đã đến mức dọa cho trẻ nhỏ khóc đêm cũng phải nín. Nếu không cứu, trơ mắt nhìn những bách tính vô tội này đi chết sao, thiên nhạc nghe vậy trầm mặt, canh giữ bên người nàng không nói lời nào. Còn nhớ rõ hai ngày trước, sư tỷ nhà mình dùng vạn độc tâm kinh gì đó hấp thu tất cả độc tính trong cơ thể của đám đệ tử dược vương cốc vào hai ngày trước, còn những đệ tử dược vương cốc kia thì có biểu cảm gì? Độc công, mặc dù nét mặt bọn họ vô cùng cảm kích, nhưng đáy mắt lại có chút không tránh khỏi sợ hãi, nhất là sau khi nhìn thấy dung nhan sư tỷ đại biến, toàn thân độc khí, cả đám đều tránh xa. Sau khi giải độc xong, tất cả bọn họ đều chạy đi, chỉ để lại hai người bọn họ. Thiên nhạc có chút không rõ, người giống như vậy còn cứu làm gì nếu như mình giấc sạch sẽ cũng không nháy mắt lấy một cái hắn hỏi tiêu cảnh tuyết nhưng nàng chỉ lắc đầu luôn nói mình đang tìm một vài thứ một loại đồ vật tên là đạo hắn hỏi đó là cái gì nàng chỉ cười nói cũng không biết có lẽ bây giờ đại sư huynh của bọn họ đã tìm được rồi tới khi tìm được con đường này nàng sẽ biết hiện tại nàng luôn cảm thấy mình còn thiếu cái gì đó không biết là cứu người không đủ nhiều hay là dược đạo của mình không đủ thuần túy, nhưng sư phụ không có ở đây, nàng cũng chỉ có thể tự đi tìm tòi. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, độc tố trên người lão ẩu đã rút đi toàn bộ, toàn bộ tiến vào cơ thể tiêu cảnh tuyết. Vạn độc tâm kinh một khi tu luyện, nhất định phải thường xuyên cắn nuốt độc tố mới có thể giữ được sự ổn định của bản thân, nếu không lúc nào cũng có thể bị độc tố phản phệ bản thân. Lão bà bà, ngài có khỏe không? Thanh âm ôn nhu vang lên lão ẩu chậm rãi mở hai mắt ra, khi khuôn mặt đầy những đốm độc kia đập vào mi mắt, con ngươi bà lão chợt co rút lại. Quái, quái vật, thiên nhạc lập tức tiến lên, túng chặt bàn tay lão ẩu, ánh mắt lạnh như băng. Nhìn thấy ánh mắt băng hàng của hắn, trong lòng lão ẩu chấn động, có loại cảm giác như rơi vào hầm băng. Tiểu sư đệ, buông tay. Tiêu cảnh tuyết nhẹ giọng mở miệng, lúc này thiên nhạc mới buông tay ra. Ra ba dặm ngoài thành phía tây có đệ tử dược vương cốc, cần ta đưa ngươi qua không 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 cần tự ta đi là được rồi bà lão nuốt một mụn nước bọt sợ hãi quay đầu khập khiễng chạy đi sư tỷ ngay cả lời cảm tạ người ta cũng không biết nói ngươi thực cảm thấy cứu những người này là đáng giá hay sao thiên nhạc có chút không vui mở miệng mà tự đi ra ngoài không tìm được người của dược vương cốc cho dù chết ở đâu cũng không biết cứu người có ý nghĩa sao tiêu cảnh tuyết không nói gì chỉ sờ lên khuôn mặt trở nên gập ghềnh của mình trong mắt hiện lên vẻ mất mát có lẽ là sư tỷ dọa nàng thấy nàng vẫn luôn nghĩ lỗi là do bản thân thi nhạc nhất thời không nói gì lắc đầu không nói đi thôi bên trong còn nhiều người trúng độc đang chờ chúng ta đi cứu tiêu cảnh tuyết mở miệng nói đứng dậy đi vào một tiệm may gần đó sau khi để lại ngân phiếu ở cửa ra vào lúc đi ra trên mặt đã có thêm một lớp khăn che mặt màu trắng miễn cưỡng che được độc ban trên mặt thương thế của ngươi khôi phục như thế nào rồi hai người một lớn một nhỏ đi vào trong thành tiêu cảnh tuyết mở miệng hỏi thăm đang dược của phong chủ có hiệu quả rất tốt xương cốt trên tay chân đã khôi phục hoàn toàn thiên nhạc gật đầu nói vậy thì tốt rồi tiêu cảnh tuyết gật đầu hai người quẹo qua một đầu ngõ đi vào đường phố thành chủ đại ngọc nhưng cảnh tượng trước mắt này bất luận là tiêu cảnh tuyết hay thiên nhạc đều giật mình ngây người tiếng kêu trên khắp nơi một con đường lớn không nhìn thấy điểm cuối dân chúng tràn đầy đau đớn lăn lộn một đám sắc mặt tái nhợt thậm chí có thất khiếu chảy máu. Có người đau không nhịn được đụng đầu vào tường, có người lựa chọn tự sát. Nhìn lại, ít nhất cũng phải mấy ngàn đến gần vạn người. Đây chỉ là một con phố, Đại Ngọc Thành dù sao cũng là một thành trì không lớn không nhỏ, đường cái dạng này tổng cộng có bốn đường. Cứu mạng, cứu ta, ai đến cứu con của ta đi, các loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, huyết khí, hư thối tràn đầy xoa mũi, nơi này tựa như luyện ngục nhân gian. Tiêu cảnh tuyết nhíu mày tiến lên, chậm rãi ngồi sổn trước mặt mấy người gần đó, vương cổ tay ra vận sức huy động vạn độc tâm kinh, hấp thu độc tố trong cơ thể họ. Nhưng cách làm này, khiến cho thống khổ nàng phải chịu đựng cũng tăng lên mấy lần. Từng luồng hắc khí, tử khí bốc ra từ cơ thể những người đó, lao về phía vết thương trên cổ tay của tiêu cảnh tuyết. Mà màu da hơn 10 bách tính gần đó, cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục bình thường, không còn thống khổ. Thần y, thần y, cô nương, ân cứu mạng, không thể báo đáp, một người lại một người được chữa trị tốt kịp phản ứng, cảm động đến rơi nước mắt, quỳ xuống đất bái tạ. Cùng là một người mặc áo trắng, nữ tử đeo mạng che mặt này so với nữ tử áo trắng phóng độc ngày trước lại giống như một tiên một ma. Những bách tính khác vẫn bị kịch độc tra tấn nhìn thấy có người bị chữa khỏi, nhao nhao lộ vẻ kích động, cố nén đau đớn lao đến. Cứu mạng, cứu ta, cứu ta trước, ca ca ta là người dược vương cốc, ngươi phải cứu ta trước vang cầu ngươi, cứu con ta trước đi, vô số âm thanh cầu xin ầm ĩ kéo tới, Tiêu Cảnh Tuyết nhìn đám người chen chúc lộn xộn, đôi mi thanh tú cao lại. Đừng nóng vội, từng người một, ta sẽ cứu, trong lúc hỗn loạn, mạng che mặt của nàng vô ý rơi xuống, lộ ra một khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Trong nháy mắt đã dọa những người bên cạnh nàng sợ tới mức lui về phía sau, thần sắc sợ hãi. A, à, quái vật, nàng cũng là quái vật, mọi người mau đánh chết nàng, những người kia nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Cảnh Tuyết vừa rồi còn cảm động đến rơi nước mắt, thần sắc bỗng nhiên quay ngược lại, trở nên sợ hãi và giận dữ. Thậm chí còn có người cua lấy tảng đá trên mặt đất ném nàng, có người cầm cây gậy, cào gỗ xông lên phía trước. Cút ngay, lúc nàng sắp bị biển người bao phủ, thế đao cường đại khuếch tán, đánh bay những người đang xông tới. Thiên nhạc đứng ở bên cạnh, khí tức băng hàng khắp người khiến tất cả mọi người kinh hãi lạnh mình, không dám tới gần. Hắn quay đầu nhìn về phía sư tỷ nhà mình, ánh mắt tựa như đang hỏi. Một đám tiểu nhân chợ búa như vậy, ngươi còn muốn cứu? Mặc dù tiêu cảnh tuyết có chút thất vọng, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Còn thiếu một chút, thiếu một chút là vạn độc tâm kinh liền có thể nhập môn nàng nhìn bàn tay tràn ra hoa văn độc của mình, tự lẩm bẩm. Tiểu sư đệ, ngươi biết thiên mục trùng là nuốt huyết khí của người khác mà cường đại không? Nếu ta không cứu bọn chúng, đến lúc đó vô số huyết khí này sẽ dành cho một người, đến lúc đó sợ rằng ngoại trừ sư phụ, không ai ngăn được hắn tùy ý giết chóc. Nàng nói, ánh mắt ngưng trọng. Sở dĩ làm ra chiêu độc dịch này, chắc chắn không đơn giản là vì muốn bắt Minh Triều trong ngoài hỗn loạn, càng là muốn mượn loại độc trùng này để thu thập huyết khí trong phạm vi lớn. Thiên nhạc nghĩ tới điều gì đó, nhíu mày, cho nên sư tỷ định cứu người là tiêu cảnh tuyết mỉm cười, khẽ gật đầu. Y và độc vốn là một nhà, nếu ta hấp thu nhiều độc tố hơn một chút, có lẽ thông qua một ít thủ đoạn có thể cảm ứng được phương hướng những độc nguyên cuối cùng này tìm ra người phía sau màng tốc độ lan tràn của bệnh dịch độc này quá nhanh chỉ dựa vào sức mạnh của một người thì khó mà dẹp yên được chỉ có cách giải quyết đầu nguồn mới được nhưng nếu là ngọn nguồn vậy khẳng định phòng vệ nghiêm ngặt sư tỷ ngươi thiên nhạc còn muốn nói gì đó tiêu cảnh tuyết lại lắc đầu cắt ngang sau khi thiên tuyết tông cùng dược vương cốc khơi màu đại chiến bắt thần cốc chủ bọn họ cũng sẽ chạy tới trước đó không tìm được độc nguyên này để giải quyết, dược vương cốc sẽ thiệt thòi lớn, làm không tốt, ngay cả cốc chủ cũng sẽ chết. Vậy để ta đi. Thiên nhạc lên tiếng. Nhìn hắn, tiêu cảnh tuyết cười sờ đầu hắn, gật đầu đồng ý được. Nhưng một giây sau, thiên nhạc đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, hai mắt tối sầm lại chậm rãi ngã xuống ngực tiêu cảnh tuyết. Người sau nhìn hài đồng hôn mê, dịu dàng mở miệng. Sư tỷ sao có thể dẫn đệ cùng đi mạo hiểm chứ, Nàng nhẹ giọng nói, ánh mắt nhu hòa từ từ tản đi, giống như rốt cuộc đã đưa ra quyết định nào đó. Một đám bách tính thấy vậy càng sợ hãi thất sắc, hiểu lầm là Thiên Nhạc đã chết. Giết, giết người, quả nhiên nàng cũng giống như Tần Thiển Nguyệt của Thiên Tuyết Tông, là quái vật, là ma đầu, cảm xúc khủng hoảng tràn ngập, không ít người đã vô thức cho rằng nữ tử trước mắt cũng là ma đầu giết người không chớp mắt như Tần Thiển Nguyệt. Đối mặt với khủng hoảng của mọi người, Tiêu Cảnh Tuyết vốn đã đặt Thiên Nhạc xuống mặt đất, sau đó chậm rãi đứng dậy ánh mắt bình tĩnh như biển nhìn chằm chằm những người trước mắt sư phụ nói không sai thiên hạ có quá nhiều người đáng thương ta làm sao cứu hết được sư phụ nói mỗi người đều có đạo của riêng mình thứ vô sư huynh muốn tìm là phù đạo mà trịnh sư bá hy vọng nhìn thấy mà đại sư huynh đang truy tìm là kiếm đạo thuần túy nhất trong lòng hắn vậy rốt cuộc đạo của ta là gì nàng nhìn biểu cảm sợ hãi lui về phía sau của những người này dáng vẻ giống như gặp quỷ mà có chút châm chọc mình biến thành bộ dáng hôm nay còn không phải vì cứu bọn họ vì giải quyết trận độc dịch này kết quả là không ngờ mình lại bị ghét bỏ có lẽ là cứu quá nhiều người nhìn quá nhiều gương mặt khác biệt nàng bỗng nhiên đối với loại cảm giác cứu người tế thế còn bị người ghét bỏ này dâng lên mấy phần bực bội nội tâm có chút mâu thuẫn trước kia chưa từng xuất hiện tình huống mình cứu người những người kia lại tránh xa mình hiện tại bỗng nhiên như thế không phải vì mình trở nên xấu xí trở nên không giống một người tốt thôi sao tiêu cảnh tuyết cất bước đi về phía trước thôi động vạn độc tâm kinh đến mức tận cùng quanh người nàng tử khí miệt mờ hóa thành từng sợi tơ dài hẹp xuyên qua thân thể tất cả mọi người tại đây vô số độc tố theo những sợi tơ này ùa vào trong cơ thể nàng những độc tố nồng đậm này xâm nhập vào cơ thể thậm chí nhuộm áo trắng của nàng thành đen tím ngay cả con ngươi kia cũng trở nên có chút màu tím thâm thúy yêu dị qua lần khu độc này ý nghĩ trong lòng nàng đã thay đổi một chút không đơn thuần vì cứu người, phần nhiều là vì để cho vạn độc tâm kinh của mình càng cường đại hơn, cường đại đến mức tiếp theo nếu như lại gặp phải lựa chọn, nàng có thể không chút do dự bóp chết người để nàng làm lựa chọn. Vừa hấp thu vô số độc tố, Tiêu Cảnh Tuyết vừa có chút hoảng hốt. Nàng nhớ tới gương mặt kiêu ngạo của Tần Thiển Nguyệt, lúc ấy khi đối mặt với sư đệ và một đám đệ tử Dược Vương Cốc, mình có bao nhiêu bất lực, chỉ có thể tu luyện vạn độc tâm kinh để giải vây. Mà bây giờ, đã khác nếu tần thiển nguyệt muốn nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của mình vậy thì cho nàng xem là được mấy ngày nay luyện hóa độc tố nàng cảm giác sâu sắc được sự cường đại của tâm kinh này loại cảm giác này làm cho người ta say mê so với việc cứu người hành y thì tốt hơn rất nhiều tiêu cảnh tuyết hiếp một hơi thật sâu toàn bộ người trúng độc trong đại ngọc thành đều keo trên một tiếng hai mắt trắng giả trôi nổi lên toàn bộ độc tố trong cơ thể họ lúc này đều đã rời khỏi cơ thể hóa thành vòng xoáy độc tố khổng lồ phía trên đại ngọc thành. Còn tiêu cảnh tuyết thì trầm mình trong vòng xoáy này, tu vi đang chậm rãi tăng trưởng. Cho đến khi, bước vào thiên linh cảnh, nàng bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên ánh sáng màu tím yêu dị. Lương thiện trong quá khứ đã không còn sót lại chút gì, giờ phút này đã trở nên bình tĩnh hơn một chút, bình tĩnh như làn nước. Đông đảo bách tính rơi xuống đất, độc tố trong cơ thể đều được giải trừ bọn họ sợ hãi nhìn nữ tử xấu xí trên không trung của Đại Ngọc Thành, áo tím bay phần phật, cả người cuốn quanh độc khí. Ta, giống quái vật sao, tiêu cảnh tuyết ở trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt nhìn bọn họ. Khí tức cường đại bao phủ, đối mặt ánh mắt của nàng, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy một chút. Không, không giống, ngài cứu chúng ta, loại trừ độc tố, sao lại là quái vật chứ, theo từng giọng nói vang lên, trên mặt tiêu cảnh tuyết lộ vẻ châm chọc. Người, chính là hai mặt như vậy. Khó trách sư phụ luôn nói, người tốt làm 99 chuyện tốt, chỉ cần là một chuyện xấu sẽ bị người ta mắng xối xả, mà người xấu làm chuyện xấu, chỉ cần là một chuyện tốt, người khác sẽ khen hắn biết sai, có thể cải thiện hối lỗi. Cũng khó trách sư phụ nói, kính yêu một từ, là kính sợ ở phía trước, kính yêu ở phía sau. Xa xa, tiền hải vừa mới xuống núi, liền thấy thành trì phía trước dâng lên vòng xoáy khí độc to lớn. Đây là khí tức độc công thật là lợi hại hai mắt hắn nhắm lại cực kỳ sợ hãi khí tức cường đại như thế ít nhất phải là công pháp thiên giai mới có thể phát ra chẳng lẽ lại xuất hiện đại ma đầu tuyệt thế gì rồi đại trưởng lão ngay khi tiền hải đang kiếp sợ phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng la quay đầu nhìn lại là một gã đệ tử dược vương cốc đang ẩn nấp ở trên sơn đạo tiền hải vội quay đầu đi ổn định thương thế thay hắn nhíu mày hỏi chuyện gì xảy ra những người khác đâu những người khác ở bên kia tiếp tế dân chúng, ta là tuần tra bốn phía, trưởng lão, ngài tới thật sự quá đúng lúc, tên đệ tử dược vương cốc kia hai mắt kích động, thậm chí nói năng lộn xộn. Xảy ra chuyện gì, tần thiển nguyệt, là tần thiển nguyệt lợi dụng thiên mục trùng khống chế chúng ta, sau đó để chúng ta đi chém giết với quận chúa, có rất nhiều đồng môn, cũng vì vậy mà chết thảm, cái gì, tiền hải nhíu mày, quận chủ đâu, tên đệ tử dược vương cốc kia do dự một hồi rồi mở miệng, quận chúa không biết luyện tà công gì, thậm chí ngay cả thiên mục trùng cũng có thể thôn phệ luyện hóa, hơn nữa nàng trở nên toàn thân là độc, chúng ta, chúng ta không dám đồng hành cùng nàng, đã. Rời đi. Phế vật, tiền hải tức giận thổi râu trừng mắt. Thân là đệ tử dược vương cốc, ngươi sợ độc gì? Hơn nữa, các ngươi không rõ tính tình cảnh tuyết sao, cho dù nàng hạ độc các ngươi nhưng hành vi của các ngươi không sợ làm người ta thất vọng sao, bọn ta, tên đệ tử dược vương cốc kia xấu hổ cúi đầu. Tiền hải đang mắng, chợt nhớ tới cái gì, nắm cổ áo của hắn lên hỏi. Ngươi vừa nói quận chúa tu luyện cái gì, độc, độc công, con ngươi tiền hải hơi co lại, quay đầu nhìn về phía khói độc ngập trời ở hướng đại ngọc thành kia. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.